Cùng với thí sinh trên cả nước, sáng nay hơn 90.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành môn thi đầu tiên là môn ngữ văn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Như vậy là sau 120 phút làm bài với hình thức tự luận thì các thí sinh tại điểm thi này đã hoàn thành môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đó chính là môn ngữ văn. Nhìn chung thì tinh thần của các em tương đối thoải mái sau khi đã hoàn thành bài thi đầu tiên của kỳ thi năm nay. Dạ trúng tổ, con học việc bác với đất nước nhưng mà nó ra đúng đất nước. Dạ, con đã đảm bảo yếu tố là đã làm xong phần đọc hiểu, nghị luận xã hội, bài văn thì cũng ok. Từ đọc hiểu cho đến nghị luận xã hội đều dễ. Còn làm văn thì em bị chủ quan nên là không có kịp. Cái vế phân hóa và kết bài nó không có được trọn vẹn. Thí sinh thì đánh giá đề vừa sức nằm trong kế hoạch ôn tập của mình. Thế nhưng để đạt được điểm cao với đề thi này không dễ. Đề này đảm bảo được yêu cầu xét tốt nghiệp vì nó cũng khá là vừa vặn. Tuy nhiên để mà xét tuyển đại học thì tôi cho rằng cái câu phân loại phần lớn sẽ nằm ở cái câu nghị luận văn học mà thôi. Cho nên là với tôi đánh giá thì năm nay những thí sinh mà ôn tập tốt, chăm chỉ, rèn luyện thì dễ dàng đạt điểm 7 trở lên, thậm chí là điểm 8 hoặc là điểm 8 cộng trở lên. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó có cơn mưa điểm 9 đối với thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số các tỉnh lân cận nếu như các bạn không xử lý được tốt cái câu nghị luận văn học. Buổi chiều, các thí sinh làm bài thi môn toán với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút. Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra công tác thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Chúng tôi đang có mặt tại điểm thi trường Trung học phổ thông Bê Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Sáng nay, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, thì hơn 9.600 thí sinh tại Hà Nam cũng đã bước vào kỳ thi Trung học phổ thông 2024, tăng 41 thí sinh so với năm ngoái. Sáng nay, các em làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận trong 120 phút. Đây là kỳ thi cuối cùng các em thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Chia sẻ với phóng viên trước giờ thi, nhiều thí sinh cho rằng đây là môn thi mà các em thấy có vẻ là căng thẳng và áp lực nhất bởi vì các em phải ôn tập với nhiều ngữ liệu và văn bản khác nhau. Em hồi hộp và lo lắng lắm. Hôm qua cũng thức khuya nên là cũng hơi lo, sợ vào phòng thi mẹ. Cũng một phần áp lực với là học thuộc văn nữa. Em thì không giỏi với môn học thuộc cho lắm nên là chỉ học sơ lược qua vấn đề đó. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng đến kiểm tra công tác chuẩn bị và động viên thí sinh tại điểm thi này. Điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống camera an ninh tại các phòng quản lý đề thi, bài thi, phòng y tế, phòng thi, phòng dự phòng. Chúc các cháu thi tốt nhé. Đây là cũng là lứa sinh viên chịu nhiều cái tác động của dịch bệnh, lứa đi vào của năm 2021 và cũng đã trải qua những cái năm ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng có những cái điều chỉnh trong chương trình học, cho nên là lãnh đạo bộ cũng lưu ý các sở giáo dục trong toàn ngành có những cái tích cực cái hỗ trợ cho thí sinh về phần chuyên môn, cũng như thì trong quá trình chuẩn bị đề thì cũng có rất là lưu ý đến cái việc sao cho nó phù hợp với những cái nội dung đã được tinh giản. Với đề thi ngữ văn năm nay, phần nghị luận văn học rơi vào tác phẩm Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc tôn trọng cá tính.